Minasan, Konnichiwa. wa Kankoku no Sakare, Kankoku no Karano, Xin chào mọi người nha. Hôm nay lại là Long đời. Hôm nay là thứ bảy. Long sẽ giới thiệu cho mọi người. Tohoshi lần đầu tiên công bố ca khúc mới nhất Small Talk tại GB trong chương trình Refreshing hoa sóng hôm nay trên chiến định mệnh cũng rất thú vị lời ở của trò chơi. Tohoshi đã xuất hiện phía xa trên Sushi của Nippon Television phát sóng ngày 12 tháng 1. Toshinki, người xuất hiện trong refreshing lần đầu tiên sau khoảng 3 năm, đã nở nụ cười chào đón cuộc hội ngộ với Koji Kato, của Studio. Ngay sau khi những hoạt động gần đây của họ được giới thiệu trên VTR, họ tiếp tục nhìn lại những trận chiến định mạnh của Toshiki với Fred, vốn đã trở nên quen thuộc trong những chương trình này. Trận chiến đã thu hút sự chú ý đầu tiên trong khoảng 6 năm, sẽ là một trận chiến ba trò chơi. Đầu tiên là Deco Pin Punk sử dụng đồ chơi nơi trangmi Enzyquen cạnh tranh xuống đường để đạt được sức mạnh của DECO-PIN, sau đó gửi lời đến Enzyquen, điều gì sẽ thay đổi trong một năm rưỡi học tập ở Anh. Gim Deco của Trang Min được phát hành mạnh mẽ đã giành được chiến thắng. Thứ hai là Shiget sau Soda, nơi chúng ta thử thách liệu hai thành viên trong nhóm có thể thực hiện được bất kỳ chỉ đối tượng nào hay không, hay chỉ một người trong số họ quyết định thì thần tượng Junho và Koji Kato đã khớp các thể ngón tay và ngón trên hàm của họ vì cho các đội cho thấy sự thích cả được ấy ngạc nhiên và cuối cùng chúng tôi quyết định giải quyết bằng Haru Kun Kazu sâu trong cuộc đối đầu lại Yukun và Kato đã người câu chuyện đốt từ ngón nước sau khi cơ thể nằm tăng nhì của Haru Kondo hơi Junho nói Junho của Haruna đã đến lúc những chuyện Haruna tôi sẽ bảo vệ cô ấy Cô ấy hãy tiếp tục bước cùng nhau. Haru Kondo nhẹ nhàng đến kết quả tội chức yêu đã giành chiến thắng. Ngoài ra, Tohiso Shoshinki công bố ca khúc mới nhất là Small Talk, lần đầu tiên trong khoảng 10 tháng trên truyền hình GB. Cuối cùng anh ấy đã gửi một thông điệp và áp đến người hâm mộ GB rằng Bây giờ tôi đi vắng, nhưng tôi đã cố hết sức để Toshinki có thể sớm chào đời với nụ cười. Hãy cố gắng hết sức nhé. Toshinki sẽ phát sóng clip Blu-ray và X tại GB vào ngày 24 tháng 2. Arigato gozaimasu. Hong seo.